người đàn ông cầm súng cướp ngân hàng ở Huế. Trong vai trò khách hàng, một người đàn ông bất ngờ rút súng đe dọa thủ quỹ chi nhánh ngân hàng tại Huế, ôm túi tiền rồi phóng xe tẩu thoát. Khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 12, một người đàn ông mang theo súng đã đi vào chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV ở số 29 Mai Thúc Loan, thành phố Huế, đe dọa nhân viên thủ quỹ buộc bỏ tiền vào chiếc túi màu đen. Người dân xung quanh nghe tiếng báo động đã đổ đến hiện trường. Một người đuổi theo nghi can vừa vụt chạy nhưng tiếp cận bất thành, hắn đã phóng xe máy tẩu thoát. Một nhân chứng cho hay từ bên ngoài cửa kính thấy tên cướp đã chĩa súng vào nhân viên ngân hàng. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế cho biết nghi phạm đã sử dụng súng hơi ga bắn đạn bi. Có nhân chứng nói nghe thấy tiếng súng nổ, tuy nhiên nhà chức trách chưa xác nhận được thông tin này. Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế, vụ cướp không gây thương vong về người, số tiền bị mất chưa xác định. Đại diện BIDV xác nhận đã xảy ra vụ cướp ở chi nhánh Thừa Thiên Huế, song từ chối cung cấp thêm thông tin với lý do vụ việc đang được điều tra. Chi nhánh ngân hàng bị cướp nằm trên đường Mai Thúc Loan, một trong những tuyến phố sầm uất nhất nội thành Huế, với nhiều tiệm vàng, trụ sở ngân hàng, cửa hàng bán điện thoại di động. Một người dân địa phương cho biết, hằng ngày tại ngân hàng luôn có nhân viên bảo vệ. Dù trời mưa lớn, nhiều người dân hiếu kỳ đổ về đường Mai Thúc Loan để xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường, khiến tuyến đường này ùn tắc cục bộ. Nhà chức trách đang làm việc với nhiều người dân xung quanh, chủ các cửa tiệm để lấy dữ liệu camera an ninh. Bên cạnh vụ cướp ngân hàng vừa mới xảy ra, còn có những vụ cướp ngân hàng chấn động trong thời gian gần đây như tên cướp dọa đặt 12kg thuốc nổ vào ngân hàng. Chiều ngày 3 tháng 11 năm 2008, Nguyễn Đình Sự, 26 tuổi, quê ở Hải Dương, vừa là đại diện của một tổ chức muốn vay 3 tỷ đồng và 100.000 USD để tiếp cận với trưởng phòng giao dịch số 6 thuộc chi nhánh của Vietcombank, Thanh Xuân, Hà Nội. Tiếp Nguyễn Đình Sự tại phòng làm việc, vị trưởng phòng yêu cầu phải xuất trình hồ sơ vay vốn mới được giải quyết. Người này vừa dứt lời, đã thấy Nguyễn Đình Sự đặt khẩu súng và con dao trước mặt, yêu cầu đưa đủ số tiền trên. Sự dọa đã đặt 12kg thuốc nổ tại tầng 1 của tòa nhà. Sau 45 phút, nếu không giao tiền, hắn sẽ cho nổ tung ngân hàng. Lợi dụng lúc một nhân viên gõ cửa vào xin giấu, trưởng phòng giao dịch vội chạy ra ngoài. Nghi phạm bị lực lượng bảo vệ và cảnh sát bắt ngay tại chỗ. Sự khai là cử nhân kinh tế, chơi chứng khoán bị thua lỗ nên lập kế hoạch cướp ngân hàng. Cuối năm 2007, hắn ta đã dùng dao khống chế một cán bộ chi nhánh ngân hàng tại khu vực Mỹ Đình, cướp hơn 800 triệu đồng. Theo bản án xét xử ngày 19 tháng 1 năm 2009, Sự bị tuyên 18 năm tù. Vụ án bảo vệ ngân hàng làm tay trong cho nhóm cướp. Năm 2008, Lê Văn Tiến làm bảo vệ tại ngân hàng Đại Dương, chi nhánh ở phố Bạch Mai, Hà Nội. Tiến quen Triệu Minh Tuấn, 23 tuổi, nên được rủ cùng thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, lấy tiền tiêu xài. Bộ đôi này rủ thêm Nguyễn Thái Anh, 26 tuổi cùng tham gia. Trưa ngày 25 tháng 8 năm 2008, nhận được điện thoại của Tiến thông báo tình hình ở ngân hàng, nơi mình đang canh gác. Tuấn và Thái Anh cầm theo dao tới cửa, hạ gục Tiến trong màn kịch đã chuẩn bị trước. Hai tên cướp xông vào, bịt miệng thủ quỹ, ép đưa 910 triệu đồng, bỏ vào túi xách. Một ngày sau khi xảy ra vụ án, Thế Anh nhận được 250 triệu đồng qua tài khoản do Tuấn chia thì bị cảnh sát bắt. 8 tháng sau khi gây án, Tiến và Thế Anh mỗi người lĩnh 18 năm tù. 6 năm sau khi bị truy nã gắt gao, cảnh sát đã bắt được nghi phạm cuối cùng là Tuấn khi đang trốn tại cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, với vai trò cầm đầu trong một nhóm cướp. Tuấn sau đó đã bị tuyên án chung thân. Vụ án, họa sĩ đi cướp ngân hàng bằng tờ giấy ghi sẵn yêu cầu. Trưa ngày 10 tháng 1 năm 2012, hai nhân viên chi nhánh của ngân hàng Maritime Bank, số 5 Hoàng Quốc Việt, đang làm sổ sách tại tầng 2, thì bất ngờ một nam thanh niên cầm theo con dao sáng loáng xông vào uy hiếp, đồng thời rút tờ giấy ghi sẵn, đưa 50 triệu đồng, không báo động, không thương lượng, sau 15 phút tôi sẽ ngắt kiếp nổ mìn. Bị khống chế, nữ nhân viên ngân hàng làm theo yêu sách của tên cướp khi đưa 50 triệu đồng, vờ khóc để đánh động bảo vệ phía dưới tầng 1. Khi một nam bảo vệ phát hiện vụ việc đã cầm theo dùi cui điện, xông lên tiếp cận khiến nghi phạm hoảng sợ, chạy xuống cổng.
cố gắng tẩu thoát nhưng hắn đã bị bảo vệ và người dân truy đuổi, bắt sau đó chừng 15 phút. Nhà chức trách xác định kẻ gây án là Trần Vũ Huy, 27 tuổi, làm thiết kế đồ họa thời trang cho một thương hiệu lớn. Huy khai do nợ bạn bè 50 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Thêm một vụ cướp ngân hàng chấn động của hai cha con gây ra tại một ngân hàng ở Đà Nẵng. Rạng sáng ngày 6 tháng 5 năm 2005, kẻ gian đột nhập chi nhánh ngân hàng Việt Á, khống chế bảo vệ, cướp 3,5 tỷ đồng và 60.000 USD. Việc điều tra dường như lâm vào bế tắc thì tháng 4 năm 2006, khi lấy dấu vân tay của 11 người trong vụ đánh bạc quy mô lớn tại quận Thanh Khê, tỉnh Đà Nẵng bị triệt phá. Cảnh sát xác định nghi can Nguyễn Văn Hùng, 49 tuổi, có dấu vân tay trùng với dấu vết thu thập tại hiện trường vụ án cướp ngân hàng. Nhà chức trách cáo buộc Hùng cùng với con riêng của vợ là Nguyễn Đăng Thanh đã thực hiện 3 vụ trộm cướp vào ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng số 37 Hoàng Văn Thụ, chi nhánh ngân hàng Việt Á số 33 Hùng Vương và đột nhập tiệm vàng Thanh Nhàn số 114 Lý Thái Tổ, lấy sạch số vàng cất trong 7 chiếc tủ. Tổng tài sản mà hai cha con Hùng thực hiện trót lọt tới hơn 10 tỷ đồng. Hùng bị tuyên án tử hình vào năm 2008.